Mình thấy là bạn này cấu kỳ này, ui khá là dở nhỉ, đúng không? Vâng, ở trong đấy, ui ở trong đấy tông nhất rồi. Này, em xem, em xem bên này, bạn này ở trong đấy, đúng không? Khá là đẹp rồi nhỉ, đẹp nhất rồi. Ok. Xin chào em. Thế phỏng vấn từng 2 phút nhé. Ok, em cần camera này. Ok, em tên là gì? Em tên là Trang ạ. Trang à? Vâng. Trang thì em có biết tiếng Trung là như nào không? Dạ không ạ. À, Trang. 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 Trang là tên của em bằng tiếng Trung. Dạ vâng. Ok, em quê ở đâu? Em quê ở Thanh Hóa. Thanh Hóa à? Dạ vâng. Tuần trước mình vừa mới từ Thanh Hóa quay về Hà Nội. Dạ vâng. Mình đã đi Đông Sơn, Thanh Hóa. Dạ. Ok. Em đi làm hay là đi học? Dạ em đang còn là sinh viên. Sinh viên à? Dạ vâng. Em học ở chỗ nào ấy? Em học ở Học viện Nông nghiệp Việt Nam ở Gia Lâm. Gia Lâm? Dạ vâng. Ok. Em học chuyên nghề gì? Em học kinh tế tài chính ạ. Kinh tế tài chính? Dạ. Em phải biết quản lý tài chính nhỉ? Dạ. Ok. Ok. Em kêu lên một chút. Ok. Dạ. Sở thích của em là gì? Nghe nhạc ạ. Nghe nhạc? Dạ vâng. Anh có nghe nhạc tiếng Trung không? Dạ không ạ. Không à? Ok. Em đã đi du lịch nước ngoài chưa? Dạ chưa ạ. Chưa à? Dạ. Nếu có cơ hội em có muốn sang chỗ nào du lịch? Nơi nào ấy? Hàn Quốc ạ. Hàn Quốc à? Dạ. Ok. Em có ý muốn đi du học không? Dạ em cũng đang suy nghĩ. Suy nghĩ à? Dạ. Nếu có cơ hội em muốn sang nơi nào du học ấy? À, trước đây thì em có ý định muốn đi du học ở Hàn ạ. Ở Hàn à? Dạ. Ok. Em thích văn hóa Hàn Quốc đúng không? Dạ vâng. Ok. Nhưng bây giờ như thế nào ấy? À, bây giờ thì em đang còn suy nghĩ thêm. Suy nghĩ thêm? Dạ vâng. Ừ. Học tiếng gì nhỉ? Dạ. Sang chỗ nào? Em đang có ý định và suy nghĩ muốn qua Đài Loan để du học ạ. Ừ, tại sao vậy nhỉ? Bởi vì ở bên đấy thì cũng có khá là nhiều người Việt Nam ở bên đấy và con người bên đấy thì khá là vui tính hòa đồng ạ. Đúng rồi, tôi với người Việt Nam sang bên Đài Loan du học cũng khá là nhiều. Dạ. Bởi vì mức lương ở bên Đài Loan cao hơn Việt Nam rất nhiều lần. Dạ vâng. Ở bên kia mức lương cơ bản là 25 triệu một tháng. Dạ. Nhưng thì không tính tiền tăng ca. Dạ. Nếu tăng ca thì có thể là từng 40 triệu, 50 triệu như thế. Dạ. Ở bên kia tăng ca lương cơ bản là 160.000 tiền Việt Nam một giờ. Để tính theo giờ. Dạ. Nhưng thì là lương cơ bản, thật ra là lương cơ bản không tìm được công nhân đâu, người ta không làm. Dạ. Ok. Nếu có cơ hội em muốn sang bên Đài Loan du học đúng không? Dạ. Nếu em muốn du học, anh có biết phải đi chỗ nào? Thì làm cái giấy tờ không? Em mới đang quyết định thôi. Okay. Em cũng chưa tìm hiểu nên chưa tìm hiểu á. Dạ, em giới thiệu một phút nhá cho em biết cái nếu muốn du học làm như thế nào. Dạ vâng. Ở Hà Nội có văn phòng Đài Bắc của Đài Loan tại Cầu Giấy. Dạ. Ở bên kia thì người ta du nghỉ viện ấy sang bên Đài Loan thì du học và làm sụp lo đồng các thứ. Nếu em có muốn tìm hiểu cái du học sang bên Đài Loan như thế nào, em vẫn có thể tìm hiểu ở trên mạng. Dạ. Rõ hơn. Dạ. Ok, rất cảm ơn nhau hôm nay làm phim quá. Chúc em là DJ vui vẻ nha. Dạ vâng. Ok, chào em. Dạ vâng. Rất cảm ơn.